Hàng đã về các bác nhá. Quá trời khay đúng không này. Chào tất cả các bác nhá. Nay em đang công tác giao máy cho anh Phong ở Dương không này. Đây này em giao chiếc 605. Đây các bác nha, xe cẩu hiện đại chưa các bác. Anh Phong cho em quay làm tư liệu lên video nhá. Anh Phong ở Hải Dương các bạn. Về anh trồng hành. Sáu không năm các bạn này, hai cầu. Sáng chở xe gì anh? Ô tô. Ồ, thế nữa việc tôi về nhà lớn rồi. Sao phải hôm kia là cái cháy được cái rồi em đi xem. Vâng. Vâng. Về em gọi. Em có hai con là hai anh em đi xem. Hai anh em đang mua. Em còn mua con to rồi. Bố hàng thằng Trọng nhá. Nâng tay lên. Cái cầu. Cái cầu rồi bố ơi. Thôi hả, phay xuống đi. Anh thấy đủ khỏe chưa? Vậy mà anh lo không bám. Cầu bè xuống má vào làm sao là cả cầu anh nhá. Vâng. Bữa quên chưa kiểm tra cầu trước đâu. Bố gài cầu cho anh xem luôn kìa. Cái xe máy. Thôi chú anh Phong là ăn phát đạt nhá. Đã xong các bác nhá. Xe xuất bến về Hải Dương các bạn. Bây giờ lại làm tiếp đây. Hẹn các bác ở video tiếp theo nhá. À đây em có mấy cái sới mét rưỡi này. Đẹp chưa các bác? Răng ma mét rưỡi các bác nhá. Bác nào bốc được thì alo cho em nhá. Đây, em có mấy dàn như vậy luôn. Đây, dàn này mét 6 các bác nhá. Sọ rời này. Bác nào có xe thì em sẽ quay cho bác xem. Ờ, 32 năm em bán luôn rồi các bác này. Bây giờ em cho lên xe. Các bác đợi một tí nha. Đây, bây giờ mình sẽ nâng này.
Nâng lên bố ơi, anh xem đầu vào ấy không? Lên đi bố ơi, lên đi, không phải lùi đâu. Em quay lần nữa cho các bác tiếc này. Sân sai các bác nhá, mặt trời sáng đấy các bác, như kiểu sân lai ấy. Lôi 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 lôi, mấy nữa em về mấy chiếc sân sai tiếp. Rồi em sẽ quay cho bác xem nhá. Ở chiếc này bây giờ xuất đi Hà Nam. Đang Covid đấy các bác. Nhưng mà mình vẫn phải đảm bảo an toàn, thực hiện khoảng cách 5K các thứ các bác nhá. Được chưa anh? Em u này nhá. Nó trôi, trôi. Tôi khai nhận. Hẹn các bác ở video tiếp theo nhé. Chào các bác.